Rồi, chào mừng anh em trở lại kênh YouTube của mình nha. Bữa nay anh Dương anh đang lấy cái bạt cao su ra. Rồi diễn viên Hồ Kha đang đang chọt cái con tán lạ ký ra. Công đoạn mà lấy cái bạt khao thì nói chung thì cũng rồi bây giờ phải dùng máy hàng chọt nó ra, chọt cách nào đây để coi. Hạ cái vàng xuống làm cho nó dễ, không chịu rồi. Hạ xuống chút đi cho nó dễ. Cái vàng đó là clip trước mình quay là mấy anh bên thợ keo á, mà anh bắt vàng để anh mài cái phần lườn để anh sơn á. Rồi anh chủ ghe mới đi qua luôn nha các bạn, anh này chủ ghe kim luôn tại công cái nha. Nơi mình xào mấy cảnh nó đứng gần mấy cái máy hàng lắm, tối về là ngủ không được, khóc nó đào mắt cái thốn nhé. Này đứng xa xa quay zoom các bạn xem, khi nào đóng thì mình sẽ đứng gần hơn ha. Này phải chọt mấy cái mối nó cũng có gà ha. Gà đóng vô 2 triệu nữa các bạn, còn dễ ăn không ha. Ê, trời ơi chết luôn rồi, để coi lần này có ngày, lâu quá rồi không có kèo, để coi anh Dương bữa nay kèo này dễ ăn không nha các bạn. Thì mỗi chiếc cũng khác nhau hoàn toàn nha. Khổ quá mấy bạn ơi. Nhà có ghe này tốt chậm Tết sống cũng được, kiếm tèo lại cướp chuột rồi. Bữa nay gỡ xong mà đóng bạc liền luôn hả anh Dương? Đóng luôn á. Rồi, gỡ ra đóng luôn nha các bạn. Nè anh Dương có một diễn viên phụ Hồ Kha. Diễn viên này đóng bạc cao su dữ lắm nha. Wow, bữa nay sơn lại nguyên em đẹp ghê. Lấy con tán nó ra chua lắm nha các bạn. Rồi xong rồi lấy cái bạc cao su ra nữa ha. Tùy theo bạn. Nó hít hay là không hít nữa. Cái bạc này vỏ thao nha, chứ không phải vỏ cao su nha. Cái vỏ cao su thì nó dễ rồi. Cao su không thì nó dễ. Còn cái này có thao nữa. Cái áo thao bên ngoài nữa các bạn. Cứng lắm. Nhẹ nhàng được rồi. Mình lập thủ công quá các bạn ơi. Đang đánh gà nhỉ? Cuốn lên.
Hiện tại thì anh Tài Cải nhảy lên tiếp diễn viên Hồ Kha. Hơi đuối rồi, sáng giờ hơi đuối nè. Mệt quá. Từ đó, nãy, dịch này xuống. Anh Thầu Văn Dương thì chỉ cầm cầm cái cây chìa khóa thôi. Cái công việc rất là nặng nhọc. Búa nó hơi nhỏ anh Dương ơi ha. Búa này hơi nhỏ. Mệt phải không? Anh phải cãi mệt phải không anh? Anh dừng cơm. Đáng gì cắt được mấy bát rồi. Mất phao đường bên nè. Gà anh đáng này cũng cỡ nửa tiếng nha mấy bạn. Rồi tới phần lấy cái bạc cao su ở trong. Thì có nơi dùng cái chiêu là lấy bả lan kéo ra. Mà ở đây anh thì anh dùng chìa khóa. Anh không chơi bả lan. Chơi đây cho lên chuột. Đói quá thì làm gấp quá cũng ở không các bạn ơi. Đi ra. Xuân này đủ chiếc này ăn Tết đủ rồi. Quá dữ rồi, Dương nói chuyện như đùa. Rồi bước đi chạy, lại cãi. Ừ, làm đêm sớm đi, chưa tới rồi. Tết. Chịu nhậu nhẹt nữa chứ. Cái ông lỡ để làm cái đi anh, làm cái đi. Qua chạy đây. Ủa siêu cái cốc xe này đang mở ra rồi nó ba gì đâu phải rồi thằng cháu thằng này như ráng thằng năm ráng mai nãy giờ có anh Tài Cải giúp đỡ nha, thôi tới chiều mới ra anh tán này nha các bạn. Hứa tặng áo tặng gì cho anh ta nhớ nghe giờ. Gan tán rồi. Chiều là to liền. Đóng bạc mà gặm tán thì hơi chua ăn nha. Còn mà gặp cái miếng bạc gam ở ngoài thì đỡ chút xíu. Chưa là cho anh Tài Cải mặc áo cũng đóng bạc luôn. Đang gấp chuyện muối này. Như này thánh vụ luôn nha các bạn. Ai anh cũng dụng vô làm tiếp. Mà bữa có vụ từ siêu nó mà từ siêu đâu vô. Lúc đóng cái giường đó. Mấy kilo gì? Bao nhiêu à? Mấy chục ký đó. Nghe đi, nó không cứ dọn đồ đi những con. Mấy chục ký. Ô, khỏe quá. Mới cộng động một thôi chưa đâu, mấy các bạn. Chưa đóng tiếp rồi nha. Kiên Giang là dùng chiêu này không nghe các bạn. Kiên Giang là toàn là dùng sức rồi. Búa với xà ban là con. Xứ khác là cho xà cẩu rồi lưa. Rồi, dạ rồi. Xong hiệp 1 nha. Đâu ở đây. Hiệp 2 sẽ lấy cái bạc ra. Lấy cái bạc đo nè.